Em chào các anh chị. Trong video hôm nay thì em giới thiệu tới cái mẫu Sava Whirlwind 8. Mẫu này thì là đang được sale rất là nhiều, 7-8 triệu gì đấy. Giá của nó bây giờ đang là 29 triệu. Chiếc xe này trước đây là giá của nó rơi vào 36 triệu rưỡi. Mẫu này thì bên em cũng quay rất là nhiều rồi và cũng rất là nhiều shop quay rồi. Sava Whirlwind 8, cấu hình của nó là full carbon trừ cô tăng bằng nhôm nhá anh chị nhá. Và bộ chuyển động là Shimano 105 R7000. Thì nó gồm có là khung càng, cọc yên. Tay lái thì bằng carbon. Carbon của Sava là carbon Tore T800 của Nhật nhá. Còn Potang thì là bằng nhôm này. Riêng Potang nhôm, con này cực kỳ là nhẹ luôn, cầm lên rất là nhẹ. Bộ chuyển động thì là Shimano 105 R7000 full luôn. Đó. Trừ xích là của KMC. Bộ chuyển động thì cái mẫu này là một trong những cái mẫu gọi là cấu hình quá là ok luôn rồi. Cấu hình cực kỳ là ngon và với một tầm giá, có thể nói bây giờ là tầm giá tốt nhất đối với một chiếc xe phân khúc như này, một chiếc xe là cấu hình carbon cao cấp Tore T800 và chạy bộ chuyển động Shimano 105 R7000 full. Nếu như mà các anh chị mà tự dắt dựng thì chắc là cũng không có được cái giá đó, thì cái giá này là giá quá ưu đãi của hãng Sava đã gửi cái chương trình ưu đãi này cho người tiêu dùng. Giá cực kỳ là hấp dẫn luôn, 29 triệu Sava Whirlwind 8 full carbon và full Shimano 105 R7000. Thì cái xe này bên em là cũng có đủ màu luôn các anh chị nhá, đủ màu đủ size. Nó có size 48 và 50 và 52 dành cho tất cả các chiều cao từ dưới 1m65, là cho size 48 từ m65 đến m75 là cho size 50 và trên m75 là size 52 nhá các anh chị nhá. Nó có 4 màu cho mẫu xe này. Bên em sẽ bao ship toàn quốc nhá. Các anh chị mua chiếc xe này thì gọi điện trực tiếp cho số điện thoại hotline bên em là 0989933958 và có thể đến trực tiếp cửa hàng tại số 222 Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để các anh chị sẽ xem xe trực tiếp để xem nó xịn xò như nào. Cái xe này đúng là một ngón tay để nhấc lên, nó sẽ rất là đẹp luôn. Giá bây giờ chỉ có 29 triệu cho các anh chị nhá, tặng full đồ bao ship toàn quốc nhá. Các anh chị lựa chọn màu size thì liên hệ với bên em nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp các anh chị ở các cái video tiếp theo, các cái chương trình sale cho các cái sản phẩm tiếp theo ạ. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi. Hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký kênh và sẽ ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. We'll be right back.